Nếu như giữ chặt được đối thủ xuống thì bây giờ là Grand Pao. Bantamweight division. First man making his walk into the cage at this time, straight up to the blue corner from China. Here is Long Guo Zhong. To the red corner, representing Vietnam, Muay Trung Viet. Number four, two rounds or less of men's bantamweight mixed martial arts. And your referee of justice inside the cage after my introductions, keeping the fight fair and clean, will be from South Korea, Baek Jung Kwon. Introducing first, fighting out of the blue corner, here is a professional mixed martial artist, officially weighing in at 61.22 kilograms and standing at 160 centimeters.
Here is a professional mixed martial arts record with 2 victories against 2 defeats from Jiangsu, China. Introducing Long Guo Do. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner, also a professional mixed martial artist, standing at 165 centimeters and officially weighing in at 16.98 kilograms. Here is a man who has been undefeated with a professional mixed martial arts record of 4 victories. It is his winning streak, and he seeks to maintain that. From Ho Chi Minh City, Vietnam, Muay Trung Vi. And now for the instructions by referee Beck Jung Kwon. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Mùi Trọng Vinh của Việt Nam và Lương Cưa Đồng, võ sĩ đến từ Trung Quốc. Một trận đấu diễn ra hạng Bantamweight, diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Mùi Trọng Vinh bước vào trận đấu này với thành tích bất bại ở đấu trường MMA chuyên nghiệp. Hiệp 1 bắt đầu và Mùi Trọng Vinh thi đấu góc đai đỏ. Lương Cưa Đồng, võ sĩ góc đai xanh với trang phục màu trắng. Mùi Trọng Vinh có lợi thế về sải tay, thể hình hơn so với Lương Cưa Đồng. Cú đá thấp rất tốt của Mùi Trọng Vinh. Mùi Trọng Vinh đang đứng tấn khá rộng. Cú đá thấp của Lâm Cua Đông như Mùi Trọng Vinh đã kê được. Cú overhand và kết hợp với một đòn ogi clean của Mùi Trọng Vinh. Lâm Cua Đông là võ sĩ thể hình thấp đậm, rất đô. Và thực sự sẽ là không phải làm điều thích hợp nếu như Mùi Trọng Vinh sử dụng grappling với võ sĩ này. Lúc này Mùi Trọng Vinh đang giữ một tay ăn đứng húc. Đòn gối của Lương Cưa Đông. Lương Cưa Đông đang giữ đầy trái ăn đứng húc với Mùi Trọng Vinh. Mùi Trọng Vinh vẫn chưa thể thoát được ra. Chắc chắn là võ sĩ của Noah Mùi Club muốn trận đấu trở về với striking, đánh đứng. Và trọng tài đã tách hai võ sĩ ra khi cả hai không tạo ra được nhiều đam ở tình huống clinch vừa rồi. Đột quật ngã thích đào thành công của Lông Cua Đồng trước Mùi Trọng Vinh. Cả 3 võ sĩ của Noah Mùi Club ngày hôm nay đều bị thích đào. Trần Minh Trung hay gần nhất là Lưu Thành My đều đã gặp quá nhiều bất lợi ở grappling, ground game. Và bây giờ đến lượt Mùi Trọng Vinh cũng đang gặp tư thế bất lợi khi mà Lâm Cua Đồng cố gắng sai control và đã lên màu. Còn 3 phút nữa của hiệp đầu tiên. Nguyễn Trần Duy Nhất lúc này cũng đã đang chỉ đạo học trò của mình Mùi Trọng Vinh cần phải bình tĩnh. Một trận đấu 2 hiệp và nếu như Lâm Cua Đồng không tạo ra nhiều đam, nhiều tình huống tấn công đáng kể thì trọng tài sẽ tách hai người ra trở về đánh đứng. Nhưng bây giờ thì Lâm Cua Đồng đã lên full mao rồi, rất bất lợi cho Mùi Trọng Vinh. Mùi Trọng Vinh cần phải rất cẩn thận với cái cổ của mình. Nếu như xoay ngược lại không cẩn thận thì rất dễ dính rear neck choke, khóa cổ. Mùi Trọng Vinh đang đứng lên. Lúc này thì Lâm Cua Đồng đã lấy được lưng của Mùi Trọng Vinh. Vẫn còn gần 2 phút nữa cho hiệp đầu tiên. Mùi Trọng Vinh đang rũ đối thủ ra. Liệu có rũ được hay không? Lâm Cua Đồng đang body lock, không thực sự chặt lắm. Mùi Trọng Vinh đang cố gắng gỡ cái chân đang lock của Lâm Cua Đồng ra. Lâm Cua Đồng lúc này thì không thực sự
có được tư thế bắt lưng tốt. Bùi Trọng Vinh đang dần dần thoát ra, rất cố gắng, sự bình tĩnh và xoay sở hợp lý của Bùi Trọng Vinh. Rất tốt, Bùi Trọng Vinh đã thoát được ra. Và đây là lúc mà Bùi Trọng Vinh cần phải đam lên đối thủ bằng những cú đấm như vậy. Một phút còn lại cho hiệp đầu tiên. Lâm Ngô Đồng đã mất rất nhiều sức vào khóa xiết grappling và bây giờ cơ hội để Bùi Trọng Vinh trở lại là rất rõ ràng. Tiếp tục những đòn đấm như vậy có lợi rất nhiều cho Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh bây giờ cũng tự tin với grappling của mình, tự tin với Jiu-Jitsu. Nỗ lực khóa xiết trong 30 giây còn lại của Bùi Trọng Vinh và ground and pound cũng được. Bùi Trọng Vinh đã lấy lưng đối thủ, xoay chuyển tình thế rất hay. Nếu như giữ chặt được đối thủ xuống thì bây giờ là ground and pound. 15 giây còn lại để Bùi Trọng Vinh có thể kết thúc được đối thủ. Lên đủ màu và có cơ hội rất lớn để thực hiện một loạt những đòn ground and pound và chiến thắng knockout kỹ thuật cho Bùi Trọng Vinh. Vẫn là thành tích bất bại của Bùi Trọng Vinh, người đã lấy lại thể diện cho Noah Moy Club ở buổi tối ngày hôm nay. Quá hay. Cái thở phào nhẹ nhõm của Nguyễn Trần Duy Nhất, một áp lực không nhỏ cho anh khi trước đó hai người học trò Trần Minh Trung và Lưu Thường My đều đã thất bại. Nhưng Bùi Trọng Vinh, người được đánh giá cao nhất, đã không làm Duy Nhất phải thất vọng. Chiến thắng thứ 5 và vẫn bất bại trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp của Bùi Trọng Vinh. Một chiến thắng TKO knock out kỹ thuật bằng đòn ground pound. I'd like to invite the Vice President of VIP Services here at the Grand, Marcella Lau, inside the cage, please. All right, ladies and gentlemen, this action has now dramatically come to an end at the closing seconds of round number one. I have your official time, 4 minutes and 59 seconds of the first round. Your winner by way of ground and pound TKO victory, still undefeated from Ho Chi Minh City, Vietnam, Muay Trọng Vinh. Xin chúc mừng Bùi Trọng Vinh với